Chào mọi người, Thái Ly đây. Chào mừng mọi người quay trở lại kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với anh em một vấn đề mà rất nhiều anh em đang quan tâm và hỏi mình. Đó là mới chơi bóng rổ thì nên tập cái gì? Ok, mình sẽ bắt đầu ngay bây giờ nhé. Rồi, khi mới chơi bóng rổ thì chúng ta thường bỡ ngỡ là không biết nên bắt đầu tập từ cái gì. Nếu như bạn không có nhiều thời gian hay là kinh phí để mà tham gia vào những cái trung tâm huấn luyện bóng rổ chuyên nghiệp thì đây chính là lúc các bạn sẽ rất là mông lung khi mà mới bắt đầu bước chân vào thế giới bóng rổ. Ngày xưa khi mới chơi bóng rổ là mình hầu như là chỉ học theo bạn bè hay là xem những video ở trên mạng, bắt chước những cái kỹ năng hay là kỹ thuật khi mà xem các cái video về N1 hay là bóng rổ đường phố, và ít nhiều mình đã hoàn thành được cho mình những cái bộ kỹ năng nó rất là riêng của mình, ví dụ như là qua người hay là đảo bóng hay là break ankle hay là cố gắng làm cái gì đấy. Ok, mình đã hoàn thành được. Nhưng mà gần như là sau khi tập luyện theo những cái video hay là bạn bè của mình, tất cả những cái gì mình nhận được nó chỉ dừng chân ở chỗ là những cái động tác hoa mỹ, có thể múa may với cả bạn bè hay là show off hay là biểu diễn thôi. Đã có một khoảng thời gian mình rất là tự hào với những kỹ thuật đấy khi mà ra chơi những cái sân phủi với những cái bạn mà không biết chơi bóng. Mình áp dụng những cái kỹ thuật đấy và mình cảm thấy là cái việc trêu ghẹo đối thủ nó rất là thú vị hay là nó rất là vui. Nhưng mọi chuyện bắt đầu thay đổi cho đến khi mình được tung vào trong một cái đội hình thi đấu của đội tuyển trường, lúc đấy là cấp 3. Tất cả những cái kỹ thuật mà mình đã tập luyện được nó đều gần như là vô tác dụng các bạn ạ. Thậm chí là đã có những cái trường hợp mình có thể dẫn bóng, mình sử dụng những kỹ thuật đấy để mình qua người, nhưng mà ngay sau đấy mình không hề biết là mình sẽ phải làm gì tiếp theo, và hậu quả là mình không ghi được một điểm nào trong suốt cả mùa giải ấy. Thậm chí nó còn dẫn đến một số cái trường hợp như là mình phạm luật 24 giây hay là bị đối thủ double team sau đó cướp bóng, và rất rất nhiều trận đấu sau đấy nữa cái sự tự tin của mình dần dần nó đã bị hao mòn đi rất nhiều các bạn ạ. Thế là khiến cho mình khi mà lên sân thi đấu ấy, mình hầu như là không dám cầm quả bóng xong đập bóng nữa luôn. Lúc đấy là chỉ cầm quả bóng xong cố gắng truyền đi thật là nhanh, cố gắng làm sao mà mong cho đồng đội có thể gánh vác được mình. Và đấy là lúc mình nhận ra bóng rổ đường phố thì sẽ mãi mãi chỉ là bóng rổ đường phố thôi. Nó sẽ không thể nào thực sự mà đưa các bạn vào đỉnh cao một cái trận đấu được. Và thế là mình bắt đầu quyết định luyện tập một cách nghiêm chỉnh. Thì sau rất là nhiều thời gian mình cố gắng luyện tập và nghiên cứu các bài tập thì cũng đã củng cố cho mình một số kinh nghiệm và cho mình cái khả năng vào trong trận đấu thực, nó thi đấu nó tốt hơn một chút. Chính vì thế hôm nay mình sẽ đưa ra cho các bạn một số kinh nghiệm đối với những cái bạn mới tập chơi bóng rổ, thì mong là các bạn hãy cố gắng lắng nghe mình, cố gắng là xem hết cái video này bởi vì nó thực sự sẽ có ích cho các bạn sau này. Nếu thực sự các bạn mong muốn được chơi bóng rổ một cách nghiêm túc, thậm chí là cao hơn nữa, thi đấu ở trong những cái môi trường chuyên nghiệp thì cố gắng đừng bỏ qua video này. Ok, thứ nhất đó chính là về việc tập luyện kiểm soát bóng. Kiểm soát bóng ở đây không chỉ là vấn đề các bạn đập bóng, nhồi bóng, nó còn là vấn đề các bạn giữ quả bóng, cầm quả bóng trên tay ở thời điểm nào hay là khi nào bắt đầu đập bóng cho nó thích hợp. Những người mới chơi bóng rổ thường có xu hướng là thích cái đẹp hơn thay vì là quan tâm đến cái tính hiệu quả. Vì thế các bạn rất là mê những cái người mà thích đập bóng nhiều này, múa bóng hay là làm những cái động tác nó hoa mỹ trên sân. Điều này thực sự sẽ trở thành một cái thói quen rất là xấu nếu các bạn đưa cái thói quen đấy vào trong một trận đấu thực sự. Vì thế lời khuyên thứ nhất của mình khi mới chơi bóng rổ, tập luyện kiểm soát bóng. Mục tiêu đầu tiên là các bạn cố gắng tập những cái bài tập có tính biến đổi giữa cái việc dẫn bóng và việc cầm quả bóng lại. Khi mà các bạn đã thuần thục được cái sự trao đổi giữa hai cái động tác này, ví dụ các bạn đang đập bóng, các bạn ôm lại quả bóng, biết lúc nào phải ôm, hoặc là các bạn nhận được bóng, biết lúc nào nên đập, thì thực sự là cái trận đấu các bạn nó sẽ bước sang một cái giai đoạn tốt hơn rất là nhiều. Và cố gắng khi tập luyện kiểm soát bóng thì hãy cố gắng là luôn luôn giữ cho mắt của mình nhìn lên phía trên. Mình thấy rất là nhiều bạn khi mà chơi bóng hay là tập luyện bóng là mắt luôn luôn nhìn xuống phía dưới, đâm ra là các bạn không thể quan sát được cái tình huống ở trên sân. Nếu các bạn có thể theo dõi những cái trận đấu của NBA hay VBA hay những cái trận đấu chuyên nghiệp hoặc thậm chí là những cái giải không chuyên thôi, các bạn sẽ thấy là những cái người dẫn bóng ấy, những cái hậu vệ dẫn bóng, người ta luôn luôn vừa đập bóng hay là vừa cầm bóng mà mắt người ta luôn luôn người ta nhìn lên phía trên. Rất ít người nào mà vừa kiểm soát bóng mà mắt vừa nhìn xuống dưới đất. Nếu người nào mà có cái thói quen như thế thì mình đảm bảo với các bạn luôn là không bao giờ người đấy là một hậu vệ dẫn bóng tốt cả. Thậm chí không phải hậu vệ dẫn bóng mà tất cả các vị trí còn lại trên sân thi đấu luôn luôn phải cố gắng là nhìn lên, đừng có nhìn xuống dưới đất. Vấn đề tiếp theo là truyền và nhận bóng. Có một điểm mà mình thấy
Hầu như tất cả những bạn mới chơi bóng ấy là ngay sau khi nhận được một đường chuyền nào đấy, các bạn sẽ đập bóng ngay lập tức mà không hề suy nghĩ gì cả. Hãy nhớ là sau khi mình nhận được bóng, các bạn sẽ có đến 3 sự lựa chọn, chứ không phải là có mỗi một sự lựa chọn là dẫn bóng. Lựa chọn thứ nhất là các bạn có thể ngay lập tức tung ra dứt điểm luôn, đó là quả ném, hay là nhận bóng trong tình trạng là hai bước lên rổ. Lựa chọn thứ hai đó là các bạn có thể dẫn bóng, và lựa chọn cuối cùng là các bạn có thể truyền quả bóng đi. Thì cái vấn đề ở đây là cố gắng mình biết xem là cái tình huống đấy mình nên làm cái gì. Nếu không có ai ở trước mặt thì các bạn có thể ném ngay lập tức, đúng không? Không ai trách mắng các bạn khi mà các bạn tạo được một cơ hội dứt điểm rổ tốt và không có áp lực. Hoặc nếu các bạn bị áp lực phòng thủ quá là nặng thì các bạn hoàn toàn có thể là truyền đẩy quả bóng đi, không thành vấn đề. Và cuối cùng là nếu mà đồng đội các bạn không ai ở trong cái tình huống mà sẵn sàng để nhận bóng, hoặc đối thủ đang ở trong tư thế kèm các bạn, thì lúc đấy mình có thể là mình dẫn bóng để mình di chuyển sang một vị trí tốt hơn. Quay trở lại vấn đề truyền và nhận bóng, hãy nhớ trong bóng rổ, nhịp và thời điểm chính là hai yếu tố giúp các bạn tạo nên những cái cơ hội dứt điểm rổ. Việc các bạn biết nhận quả bóng và truyền quả bóng đi ngay cái thời điểm chính xác và một cái nhịp nhanh dứt khoát, nó chính là cách tốt nhất để các bạn tạo ra những cái cơ hội dứt điểm rổ. Hơn nữa, cái việc truyền quả bóng đi nó là cái cách giúp các bạn san sẻ thể lực cho toàn bộ các thành viên trong đội bóng của mình. Bạn không muốn bị rút cạn thể lực trong một vài đường lên bóng, đúng không? Ok, cái thứ ba cũng là cái cuối cùng mà mình muốn đề cập đến với các bạn, đó chính là tập luyện về khả năng dứt điểm rổ. Trong trận đấu, khi cơ hội đến, dứt điểm ngay lập tức là thứ các bạn luôn luôn phải nắm bắt được. Các bạn có biết vì sao các cầu thủ chuyên nghiệp người ta ghi được rất nhiều điểm trong một trận đấu không? Thường là từ 70 đến 100 điểm, thậm chí là hơn 100 điểm trong một trận đấu. Lý do không phải là vì người ta ném cái tỷ lệ là 100% vào, lúc nào người ta ném cũng vào, mà vấn đề là người ta đạt được một cái hiệu suất ném hoặc là dứt điểm rổ nó rất là cao. Ví dụ người ta ném 30 quả trong một trận đấu, người ta chỉ cần ném vào 12 đến 13 quả mỗi thành viên, là như thế là đã mang về cho đội bóng của họ từ 24 cho đến 30 điểm rồi, có thể là hơn bớt một tí vì có những cái tình huống ném phạt nữa. Đấy chính là lý do mình muốn là các bạn tự tin dứt điểm rổ ở những cái lúc mà mình cảm thấy là cơ hội đã đến. Có rất nhiều bạn thường hay nói với mình là, những cái bạn rất là bé, bạn hay nói với mình là: thầy ơi, con sợ ném trượt thì đồng đội sẽ mắng con thế này thế kia. Thì cái này không chỉ là cái vấn đề của những bạn nhỏ, mà nó là tư duy kể cả của những bạn lớn cấp 2, cấp 3, thậm chí là đại học. Không có một ai là ném vào mãi mãi cả, không có một ai là không bao giờ ném trượt cả. Cho nên là các bạn đừng có trách người khác khi mà người ta dứt điểm trượt, trừ khi là cái tình huống dứt điểm đấy người ta gọi là đánh khó ấy. Ví dụ hai người kèm double team rồi vẫn cố nhảy lên ném như kiểu Kobe thì sau đấy ném trượt thì lúc đấy hãng trách người ta. Còn nếu mà người ta đã có một cái cơ hội rất rõ ràng, ví dụ là open shot rồi, thì các bạn cứ để người ta ném thoải mái, động viên lên. Càng nhiều cơ hội ném thì người ta sẽ càng có cơ hội ném vào. Ví dụ là cái khả năng ném bình thường người ta là 50% khi mà luyện tập đi, thì vào trận đấu người ta chỉ cần đến 30-40% tỷ lệ ném vào là đã rất là tốt rồi, có thể cho các bạn một cái lượng điểm nho nhỏ rồi ở cái trình độ thi đấu nghiệp dư hay là thi đấu không chuyên. Ok, quay trở lại vấn đề luyện tập dứt điểm rổ, đây có những cái loại dứt điểm rổ sau, đó là lên rổ, đó là ném rổ. Và khi ném rổ thì mình khuyên các bạn mới chơi là chỉ nên tập ném rổ ở vị trí tầm trung thôi, cái khu vực sát với cả khu vực 3 giây trên sân ấy, để trước hết là các bạn tập làm quen với cả động tác và tư thế ném. Khi mà mình đã hoàn thành được cái tư thế ném của mình, tức là mình quen với cả cái tư thế ném, thì lúc đấy các bạn hoàn toàn có thể là lùi ra xa một chút, rồi dần dần các bạn có thể tiến đến những cái vị trí như là 3 điểm để ném. Mình thấy rất là nhiều bạn vừa mới tập chơi, xem những cái highlight của các cầu thủ NBA như là Stephen Curry, xong rồi Kobe, thậm chí là nhìn bạn bè mình chơi thôi, cứ đứng ra ngoài ném, xong thầy ném xa vào tưởng thế là ngầu. Ok, ngầu thật, nhưng mà các bạn có thể tưởng tượng được cái việc mà các bạn ra ngoài ném ngay khi các bạn chưa biết một tí gì về động tác ném, hoặc là cái tư thế ném các bạn nó rất là xấu, sau đó các bạn ném trượt thì nó kinh khủng đến mức nào. Đó chính là lý do mà đồng đội hay là huấn luyện viên hay là đối thủ các bạn sẽ đánh giá được các bạn ngay lập tức. Cố gắng là mình ném ở những cái khu vực gần và lên rổ thật sự cơ bản thôi, đừng có làm những cái động tác thừa hay là múa may nhiều quá sau đó mới dứt điểm. Lúc đấy thì cái cơ hội
như mình đã nói là cái nhịp của các bạn hoặc là cái thời điểm cơ hội các bạn nó đã đi qua rất là lâu rồi. Thêm một vấn đề nữa khi mà mình dứt điểm rổ, đó là các bạn phải biết áp lực khi mà thi đấu thật sự nó cao hơn áp lực khi mà các bạn tập luyện hay là chơi với cả bạn bè nó rất là nhiều. Có thể khi tập luyện các bạn được 10 điểm, đánh giá là các bạn được 10 điểm đi, thì vào trong thi đấu với bạn bè các bạn đã chỉ được tầm 7 đến 8 điểm rồi. Và khi vào một trận đấu thực sự, cái điểm số đấy nó sẽ tụt rất là nhiều. Có lẽ nó chỉ còn được 3 đến 4 điểm là rất cao rồi. Nếu các bạn chưa có kinh nghiệm đối diện với cả áp lực thi đấu thì thật sự là cái việc áp dụng tập luyện vào trong thi đấu nó là một cái gì đấy rất khó khăn. Vậy áp lực ở đây nó là cái gì? Áp lực ở đây chính là cái nhịp độ và tốc độ trận đấu. Các bạn cứ tưởng tượng các bạn là một siêu anh hùng có tốc độ rất là nhanh, ví dụ như là Quicksilver chẳng hạn. Khi các bạn đối diện với cả kể cả súng đạn đi, nó bay với cái tốc độ chậm thế thì các bạn làm cái gì cũng được, các bạn thích thế nào cũng được. Nhưng khi các bạn là một người bình thường, các bạn đối diện với cả cái việc luôn luôn có sự hò hét của khán giả này, có cái áp lực phòng thủ từ đối thủ này, có những cái tiếp xúc cơ thể người ta va chạm vào các bạn, thì lúc đấy các bạn sẽ cực kỳ bị tâm lý và cực kỳ bị áp lực nếu chưa có kinh nghiệm thi đấu nhiều. Vì vậy lời khuyên của mình khi các bạn tập luyện dứt điểm rổ đó là cố gắng hoàn thành cái việc ném rổ hay là lên rổ bằng một cái động tác nhanh và gọn hết sức có thể của mình. Đừng có đứng lờ đà lờ đờ xong rồi mãi mới ném. Ok, đoạn này hơi ngoài lề một chút nhưng nó sẽ là cái lời khuyên chung của mình cho các bạn mới tập chơi bóng rổ hay thậm chí là một số bạn đã chơi được một thời gian rồi. Cái thứ nhất, đừng bao giờ có cái suy nghĩ là khi các bạn đã đạt được cái thành tựu nào rồi, các bạn đã luyện tập được đến trình độ hay là đã đạt được cái kỹ năng nào đấy thì cái trình độ và kỹ năng đấy sẽ luôn luôn và mãi mãi đi theo các bạn. Bởi vì thực tế, nếu các bạn không duy trì việc luyện tập hoặc là trau chuốt bản thân bằng việc thi đấu thì những cái kinh nghiệm đấy nó sẽ dần dần bị hao mòn và cơ thể các bạn sẽ lãng quên nó đi dần dần theo thời gian. Nó giống như việc các bạn vừa ốm dậy ấy, khi các bạn ốm nhiều ngày mà nằm dài ở trên giường ấy, các bạn không di chuyển thì cái ngày đầu tiên sau khi mình bắt đầu bước chân xuống giường bệnh, các bạn sẽ cảm thấy là cái chân mình nó cực kỳ yếu đuối, nó không khỏe như lúc trước nữa. Lý do là tại vì các bạn đã có một khoảng thời gian rất là dài mà không để cái chân đấy nó tập luyện. Các bạn có thể coi cái việc đi bộ hàng ngày, chạy nhảy hay là cầm nắm vận dụng, đó là những cái điều rất là đơn giản hay bình thường trong cuộc sống các bạn. Tuy nhiên, đó chính là cái sự luyện tập mà các bạn đã dành ra rất nhiều thời gian hay là làm nó hàng ngày. Nó cũng chính là cái sự luyện tập mà các bạn không hề hay biết, chỉ là các bạn làm nó quá nhiều đến mức các bạn đã quen và thuần thục nó rồi. Thì ở đây bóng rổ cũng thế, nếu các bạn bỏ qua cái việc luyện tập, bỏ qua cái việc tập ném, bỏ qua việc dẫn bóng hay là tập truyền hay là việc di chuyển chân, thì đến một lúc nào đấy những cái kỹ năng đấy các bạn nó sẽ yếu đi rất là nhiều. Thậm chí nếu các bạn có duy trì được cái việc luyện tập của mình mà nó không được đầy đủ, tức là ví dụ là ngày trước các bạn tập 3 đến 4 buổi một tuần nhưng mà đến bây giờ các bạn chỉ tập có 1 đến 2 buổi thôi, mình đảm bảo với các bạn luôn là các bạn cũng sẽ cảm nhận rất là rõ ràng cái sự thay đổi cơ thể và kỹ năng của mình. Từ lời khuyên thứ nhất, mình có thể đưa ra ngay lời khuyên thứ hai cho các bạn, đó là các bài tập khi mà những cái bạn mới tập chơi tập ấy, nó sẽ thực sự chỉ có tác dụng khi mà các bạn duy trì tập luyện với cái cường độ thường xuyên. Và mình khuyên các bạn là nên tập khoảng 3 đến 4 buổi một tuần. Như vậy thì các cái bài tập nó mới thực sự có tác dụng. Còn nếu các bạn mà tập ít quá thì nó giống như là các bạn học toán hay là công thức gì đấy, công thức toán, công thức hóa học ở trên lớp ấy, sau đó đến một cái khoảng thời gian nào đấy các bạn sẽ quên sạch và muốn làm lại một cái bài nào đấy thì các bạn lại phải lôi công thức đấy ra các bạn học lại. Và đây cũng gần như là cái lý do chính khiến cho các bạn mới tập chơi lâu lên trình độ hơn so với những người khác. Cái lời khuyên cuối này mình dành cho bạn nào đang thực sự mong muốn được phát triển nghiêm túc với cả bộ môn bóng rổ hay thậm chí là sau này các bạn có ao ước tham gia các giải đấu chuyên nghiệp như là VBA hay là ABL hay là NBA chẳng hạn, thì ngay từ bây giờ đừng giữ cái tư duy là tập luyện là để cho tập luyện, mà phải nhớ tập luyện là để áp dụng vào thi đấu. Chính vì thế, cố gắng khi tập luyện các bạn hãy tập luyện hết sức có thể của mình
duy trì cái nhiệt huyết và tập luyện như các bạn đang đứng ở trên sân thi đấu vậy. Ở trên là một số lời khuyên và bài tập của mình dành cho những bạn mới tập chơi bóng rổ. Cố gắng là đừng ngại áp dụng nó ngay bây giờ vào trong những trận đấu hay là việc tập luyện hàng ngày của các bạn. Có thể ban đầu các bạn sẽ thất bại với nó, tuy nhiên cái gì cũng cần có kinh nghiệm để trải nghiệm. Từ những lần thất bại đó, các bạn sẽ tìm ra cách thực sự để áp dụng nó vào trong một trận đấu như thế nào cho hiệu quả. Và cuối cùng hãy nhớ, không có lối tắt để đi đến thành công. Cứ cố gắng đi, các bạn sẽ giành được những cái mà các bạn đang mong chờ. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video này. Nếu mọi người thấy hay thì hãy like và subscribe cho mình. Bấm nút chuông để nhận được những thông báo video mới nhất. Nếu các bạn có thắc mắc hay yêu cầu gì về bài tập, hãy để lại bình luận ở phía dưới cho mình. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.